Thông tin tiểu sử Kim Tê Hy Kim Te Hy Sinh ngày 29 tháng 3 năm 1980 Là nữ diễn viên, người mẫu Hàn Quốc được biết đến qua các phim truyền hình nấc thang lên thiên đường Chuyện tình ở Hava, Iris, Mi Princess, tình sử giang OK Dung Thiên tài lăng Ba Mờ năm 1999 Cô theo học Đại học Quốc gia Seoul danh tiếng, sau đó trở thành chủ tịch câu lạc bộ trượt băng nữ của trường. Năm 2005, cô tốt nghiệp cử nhân ngành thiết kế thời trang. Ngày 19 tháng 1 năm 2017, cô kết hôn với nam ca sĩ nổi tiếng Biren. Đám cưới được diễn ra một cách riêng tư ở nhà thờ công giáo. Năm 2000 Kim Tae Hy được nhân viên của một công ty quảng cáo phát hiện khi đang đi ở ga tàu điện ngầm Seoul và được mời hợp tác. Từ đó, cô bắt đầu làm người mẫu trong các quảng cáo thương mại. Năm 2001, khi đoàn làm phim Last Present cần tìm kiếm nữ diễn viên đóng vai của Lee Jae-ang thời trung học, thì Kim Tae Hy thử vai và được chọn. Đạo diễn phim cho biết, ông thấy ở Kim Tae Hee một vẻ thuần khiết như khí trời, giống với biệt danh người đẹp oxy của đàn chị Lee Jae Ang AE. Và thế là, cô sinh viên 21 tuổi đang thiếu kinh nghiệm được thử sức trong một bộ phim điện ảnh ăn khách hợp tác cùng những tên tuổi lớn như Lee Jae Ang AE và Lee Jung Chê. Năm 2002 Cô tham gia bộ phim ngắn Living in New Town, phim sitcom Let's Go, năm 2003. Cô tiếp tục tham gia Screen và A Problem at Me Younger Brother How. Kim Tae Hy thực sự được chú ý qua vai phản diện Han Yuri. Cô em cùng cha khác mẹ độc ác của Choi Ji-woo trong bộ phim truyền hình nổi tiếng nấc thang lên thiên đường cuối năm 2003 của đài SBS. Bắt đầu từ năm 2004, Kim Tae Hee được giao vai chính nhiều bộ phim, trong đó có series phim của KBS Forbidden Love và phim truyền hình ăn khách chuyện tình ở Harvard của đài SBS. Sau đó Kim Tae Hee lấn sân sang phim điện ảnh, mở đầu với The Restless. 2006 và phim hài lãng mạn Venus and Mars 2007. Tuy nhiên cả hai đều không thành công tại phòng vé. Cô quay trở lại với màn ảnh nhỏ vào năm 2009 với Iris. Đây là một trong những bộ phim tốn kém nhất trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc và đã trở nên ăn khách với tỷ suất người xem trung bình là 30%. Kim Tae Hee đã rơi nước mắt tại KBS Drama Awards khi cô đạt giải Excellent Awards ở hạng mục miniseries. Đây là giải thưởng diễn xuất đầu tiên của cô. Bên cạnh các giải thưởng cho tân binh, Kim Tae Hee rời công ty quản lý Namu Actor vào tháng 1 năm 2010 để gia nhập Lui Entertainment được thành lập bởi anh rể cô. Cùng năm đó, cô vào vai một vận động viên đua ngựa với ước mơ giành chức vô địch trong phim thể thao Grand Prix. Sau thành công của Iris, cô một lần nữa được khen ngợi bởi diễn xuất trong bộ phim hài lãng mạn Mi Princess. 2011, Kim Tae Hee vào vai một sinh viên bình thường phát hiện ra mình là công chúa Hàn Quốc. Sau đó, cô tham gia bộ phim truyền hình Nhật bản Bokuto Stano 99 Nichi. Với vai diễn là một ngôi sao của làn sóng ha Hà lưu Hàn Quốc đem lòng yêu một vệ sĩ người Nhật. Năm 2013, Kim Tae Hee lần đầu đóng phim cổ trang Tình Sử Giang Ok Dung với vai diễn Phi Tần Giang Huy Bin. Cô tiếp tục tham gia phim cổ trang khác trong vai vợ của nhà thư pháp nổi tiếng Trung Quốc Vương Hy Trì trong bộ phim truyền hình Trung Quốc cùng tên. Năm 2015, Kim Tê Hy có màn tái xuất tuyệt vời với bom tấn truyền hình ăn khách nhất năm của SBS giữa ông Pao. Với rating trên 20% đóng cùng ông Hoàng Rating, Joe Won. Tuy còn nhiều lời phê bình về diễn xuất nhưng đó cũng là bộ phim hâm nóng tên tuổi của Mỹ Nhân Đẹp Nhất Hàn Quốc vào ngày 2 tháng 1 năm 2013. Công ty quản lý của Kim Tae Hee khẳng định mối quan hệ của cô với ca sĩ, diễn viên Biren đúng là họ đang hẹn hò. Nhưng hiện tại họ đang từ từ tìm hiểu nhau với dấu hiệu tích cực và họ đã hẹn hò được một tháng. Đến nay cặp đôi vẫn đang lấp lửng chuyện cưới xin nhưng dự tính sẽ trong năm 2016 thế nhưng sau 4 năm hẹn hò với tài tử xứ Kim ji hai người đã tuyên bố kết hôn và sẽ tổ chức đám cưới vào. Ngày 19 tháng 1 năm 2017 tại một nhà thờ ở Hàn Quốc vì Kim Tae Hee theo đạo Thiên Chúa, đồng thời đây cũng là cặp đôi được khán giả ủng hộ nhiệt tình từ trước đến giờ vì dù cách nhau 2 tuổi nhưng họ luôn được coi là một trong những cặp tiên đồng ngọc nữ của xứ Hàn.